Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở sạp xe quay của chị Mai các bạn, địa chỉ 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 các bạn. Lily đang làm nhân bánh mì nha các bạn. Sạp xe quay mở cửa bán tầm khoảng 6 giờ sáng, bán tới 6 giờ chiều nha các bạn. Bán mỗi ngày luôn, một năm chỉ nghỉ có ngày mùng 1 thôi các bạn. Thì giá ba gọi nè, ba gọi rút xương là 320, sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120, bánh mì bì lông cao một ổ các bạn ăn thêm, kêu thêm, tính tiền thêm. Ba ổ rồi nha. Đây, ba ổ luôn. Ba ổ 4 lần có nói chưa? Ổ 45 ngàn phải không? Dạ, 45. Mấy ổ chị? 2 ổ 30 có thói không chị ơi? Có 20 chị Tâm ơi. Thế một ổ chị Tâm ơi, căng tre 1 ký này, 1 ký 3 gọi luôn. Xa xíu. Này con. À, bự bự á. Cái này đẹp quá đẹp luôn, cái này đẹp quá đẹp.
Anh có muốn xào chiên không? 38 nha. 38. Có muốn xào chiên mà 10.000. Wow, chú bánh bao tới. Rồi, các bạn xem nè, chú bán bánh bao quá trời luôn. Wow, quá trời bánh bao luôn. Nay chú bánh bao tới sớm. Bánh bao này là bánh bao hấp nha các bạn. Các bạn không thích hấp thì các bạn có thể về tự chiên. Bánh bao là 20.000 một dĩ, 5-10 cái nha các bạn. À, có bánh bao chiên nữa, bánh bao chiên ở nhà là mình tự chiên các bạn. Còn bánh bao hấp là mình về mình hấp lên. Mọi thứ là chỉ có 2.000 đồng một cái thôi. Da nổ rất là đẹp luôn. Đây là khung cảnh bà con sáng sớm ở trên đường Phạm Phú Thứ nè các bạn. Quay ở ngoài chứ cũng liếc liếc vô trong để coi chừng nào cắt bánh mì. Cắt bánh mì là chạy vô liền các bạn. Bánh mì là làm sẵn nha các bạn. Nhiều lúc khách tới mua mà làm không kịp luôn. Hai cái đều không cay. Ổ 22 ổ, một ổ không rau đúng không? Ừ. Hai cái đều không cay nha. Dạ, không cay.
Quay mỗi ngày luôn anh. Không phải, coi chừng anh này là hàng xóm của chị Tâm nè. Chị Tâm ở nhà có nói nhỏ nhẹ như vậy không? Hay ở nhà la làng không? À, rồi bữa nay ra đây cái anh gặp hồi nãy nói trong bữa nay nhỏ nhẹ vậy. Chồng thôi à. Còn có tiền chưa có dám ăn hiếp. Chết luôn rồi. Châm lửa à. Thấy không nào? Em nhai rồi em nuốt á, chứ em không ăn hiếp mà. Thấy không? Không. Có thói không anh? Không không. Sớm quá anh hiếp được ra. Lúc đó nó chạy 5 giờ sáng mình 2 bé ly à, anh nó đặt 5 giờ sáng đó hả? À sớm quá. Đúng ký không con? À, để xuống căn đi. Dạ cô. Ờ, căn đi. Bảy có mua bánh bao không? Bánh bao chì ngon luôn. Chì ký luôn, bảy ơi, chặt hơn. Rồi, chặt hơn 1 ký luôn, tính 1 ký thôi các bạn. Đây chấm dỗ. Dạ, bữa nay đám dỗ. Cho con địa chỉ chút con qua con ghé gì vậy? 1:45 từ Phạm Quốc Thứ. Trời ngon quá. Có mối luôn rồi. Chị Tâm với bé Ly đi không? Ngày nào cũng quay là quay cái gì vậy? Có nhiều bà con khoái nghe tiếng chặt lắm. Bố 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 khoái lắm, ghiền lắm. Dạ. Hai ổ luôn chị Tâm ơi. Rồi con đợi xíu nha. Con mấy ổ? Hai ổ. 30 con. Vui ra có mấy anh này đây nhà cũng vui cho nè. Vui. Bao nhiêu rồi? Hai ổ bánh mì luôn. Dạ, đúng rồi. Bữa nào muốn vui con ra đây chơi. Ngày nào cũng vui luôn á cô. Tính kêu mấy anh này lợi lợi tao quay quán cà phê tao nữa. Có đâu lợi. Cá, đợ cá. Quay mấy thằng nhậu luôn. Rồi, có gơ không? Có. Rồi, rồi. Dễ dàng ha. Gơ, có luôn, gơ hả? Chân dài hả vậy? Chân dài ha. Châu là hai cái đẹp đó. Châu lùng, châu lùng, châu lùng. Là mai con gơ đây. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, dữ vậy? Không sửa xe không? Đúng rồi, trời ơi. Quá trời, quá đất. Trời ơi, tao bán đó mà tao biết đó trộn. Cô, bây giờ chẳng tao ngược ký. Rồi, cô về nha. Chúc con qua. Dạ máy bay cô, cảm ơn cô nhiều nha. Trời ơi cô dễ thương quá trời luôn các bạn. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ chú ơi. Hôm nay trời không bắt nắng nên mát mẻ nè.
chú nghiên cứu gì xong chú đi rồi. Ủa vậy hả? À trời ơi, tưởng chú đang nghiên cứu cái món giò hay là chân heo quay mà đứng hoài không thấy nên chú đi. Ba gọi nạc phải không cô? Rồi mua bao nhiêu vậy cô? 150.000. Dạ ba đứa nguyên cô. Dạ dạ. Với lại 100.000 có xíu. Để cho mà riêng à, riêng á. Để riêng cho cô. Lấy cái giỏ nào nó được bỏ này. Bánh mì hay là heo quay vậy em? Bánh mì bên tay trái luôn. Trời ơi, mấy bà gọi nè không nhìn quá đẹp. Hai ổ vậy, vậy hai ổ dạ 320. Xa xíu đó các bạn, xa xíu là 300k một ký nha các bạn. Rồi, có muốn bao chiên không? Bịch 10.000 à. Chị Tâm gành đó. Trời ơi, chị Tâm là địa bàn. Chợ Trầm Hổm nha. Chú em có chợ Trầm Hổm à? Chợ Trầm Hổm là của tỉnh nào? Em chợ em mở luôn á. À là khác với chợ lá phải không? Đúng rồi, chợ lá là dạng như đó là tổ chức. À lâu lâu mới có. Người ta tổ chức, còn chợ này là chợ mỗi ngày à. Em chưa biết chỗ lá là sao đó. À đợi cái dịp nào có lễ đó thì gì giữ cho biết dân Tây Ninh mà không biết chỗ lá là kỳ lắm nha. Có đây mấy năm rồi. À, mấy năm rồi. Đi liền là giờ đi dưới chân mình luôn. Hình như là gầm phải không chị Tâm hay là ngày gì đó? Gầm lâu lâu nó mới có. À. Phải mỗi tháng mỗi có. Lâu lâu người ta tổ chức mới có. Mà cái lá gì chứ đâu phải là lá nào cũng được đúng không? Quá trong toàn bánh tinh mình phát ra. À. Đúng trong cái đó lá đó là. Mày có hiệu lực gì? Mày có giá trị? Chặt không? Vậy có lấy bánh bao chiên không chị? 10.000 bạch tẩm bao chiên á. Một bạch hả chị Tâm? Ừ. Hay quá. Mình bán bánh bao vậy chứ chị Tâm mà đi xe bất động sản mà cứ buổi sáng nào cũng được mấy lô vậy là ngon á. Giàu luôn á. Mua nhà không chị? Bánh ba nó còn 10 nhà còn mua nhà mấy tỷ á. Vậy có bánh ba cũng hơi ngon chị. Nữa tới rồi. Mang thầu thôi. Đất sao sao? Đẹp. Cho em 230 thôi không?
ngon lắm. Tao tới rồi đó. Chiều là dài có, chiều sâu có, chiều đẹp có. Có không bội? Dạ. Chiều dài có, chiều sâu có. Y lì lì nói có miếng đất khác nữa. Màu mỡ đồ phù sa đầy đủ á. Bánh ba trắng bình 20 ngàn. Đây là hai ổ không dưa nè. Hai ổ không dưa. Giò heo không có rồi. Chị nghe là 8 chữ chị quay lại cái nha. Ờ nha, quay lại giùm em cái làm thì chị ha. Rồi bên tay trái luôn cô ơi. Có ổ 22 ổ không cô? 2 ổ. Hai miếng to nhất. Hai miếng này căng như tính nhiều ha. Giờ sáng có 500 không? Hai ổ không dưa đây. Sáng có léo không? Dạ dạ dạ. 27 giờ chị ra đây. Chị ơi, hai ổ không dưa leo chị. Mấy ổ, mấy ổ? Hai ổ không dưa leo. Dạ dạ, nghe. Dưa leo 15 nha. Mày chưa dạ. Lấy hai ổ rồi. Dạ anh tí nha, bánh mì tạo cho có dưa nha. Dạ lấy lại, lấy lại hai ổ. Rồi lấy lại đi ha. Rồi cảm ơn nhiều. Cảm mát dưa leo. Dạ 30. Mấy ổ? Hai. Hai ổ không? Cho hết rồi vô nha. Thêm thịt cho cô. Hai ổ 30 đi anh. Anh đổi là tầng này đi. Đã ghi âm vô video rồi cô Loan yên tâm. À, vô đây quay rồi. Rồi vô đây rồi. Ok. Tại chị đặt mấy lần em á. Dạ, dạ, dạ. Mai đừng nói cô Liên nha. Chết luôn. Ổ nha, ổ 20. Ổ 20 thêm thịt vô luôn. Chú bánh mì ơi, chú bánh mì, chú bánh mì đi đâu rồi? Tính ra chú bánh mì có cái mối của chị Mai là cũng im lắm á. Ngon lành. Chú mới già. Đâu có nói gì đâu. Mấy em mẫu 20 nữa. Có thiên quá. Không có nói gì đâu. Bà nói vậy nè, 5 phút nữa chú mới ra, chú lớn tuổi rồi. Trời ơi, ủa vậy hả? Anh không để ý luôn á. Ôi trời. Cũng đó. Để ra. Rồi. Chào cô. Cảm ơn. Nửa ký thịt vô. Nửa ký thịt vô. Mới công an lên luôn hả? Chạy từ công an lên hả? Dạ, từ có đặc dụng đi cơ. À không, mà mời nhà con gái ở đây không? Quê á. À. Wow. Mãi
bao chiên ngon lắm, nóng luôn. Mua vịt đi, vịt 10 ngàn. Mì không, mì thịt cơ. Mì thịt đổ 20 ngàn. Rồi, cái này 5 lần rưỡi nè. Ủa, con Nga đâu? Con Nga đi công việc rồi. Đi phát lương nè. Đi phát lương 2 ngày. Đi phát lương ta, bữa nay cũng phải đi phát lương luôn. Thì con nói, trời á, nghe. Rồi con mẹ nữa. Dữ dằn thì cô nắm lịch luôn á, giờ ở đâu? Kẹo người ta là có tình yêu màu nho á. À trời ơi, xong luôn. Tình yêu màu nho á. Chúng cháu về quê. Rồi, rồi. Rồi. Hay vậy là cái này fan của bên này. Rồi 200 chẳng cho con. 100 chẳng cho con lấy mỡ. Mấy ông đó ông lỡ mua bánh mì đem về Tây Ninh. Trời ơi, ôi 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 ôi. Dữ dữ. Món luôn. Cái ở dưới quê á, cái cơm á nói. Cô mà lên được thành phố là tôi sẽ tận tới đây. Dạ trời ơi, cảm ơn cô nhiều nha, dễ thương quá trời luôn. Cái cô nói mấy đứa này sao đưa ba đứa này thấy cưng quá. Cô có con trai không? Không đâu, cô chỉ có một đứa gái lớn. À vậy hả? Dạ. Nó 41 tuổi, còn đi mới 35 à. À, có gia đình rồi. Trời ơi, cô ở miền Tây, các bạn ở Vĩnh Long, là gần con ở Tiền Giang nè, con ở bên Cồng Mỹ Thuận bên này. Cô thì ở Vĩnh Long nhưng mà cô ở dưới chợ xã. À. Chị 100 ngàn. Thôi thôi cô về nha. Dạ, tháng sau cô lên nữa nha. Thôi thôi cô dễ thương quá. Bye bye con nha. Con cho cô lên TV nha. Đó. Quá dễ thương luôn. Vui vẻ. Tìm hiểu theo dõi tới cái tình yêu màu nho của chị Nga luôn, mới ghê thiệt. Mua ai kêu comment đó chị ta. Chị Nga nhớ mua việc lót nhiều nhiều vô. Cái đó cuối tuần về nhậu được. Cái đó có hồ cá luôn, có cá luôn nha. Có chứ mà mới đem thịt qua sao coi. Họ biết cũng luôn. Thì chú Tành không đem thịt qua sao coi. Gành sáu cầu trong cổ luôn á. Dễ thương. Vui vẻ cho bộ cô, vui vẻ. Có nhiệt về quê cô coi. Xa lắm á chị Tâm. Đâu xa gần mà. Không ai phải đi 3 tiếng rưỡi, phải 4 tiếng. Trời ơi, sẽ đi ăn gần nhất 1 ngày. 4 tiếng người ta lên đây được, không lẽ mình xuống dưới không được. Đó, rồi chị Tâm hẹn cô một lịch đi. Một ngày nào đó con sẽ về quê cô. Đó. Cô cho địa chỉ đây. Nhà cô ở ấp Quang Phú. Ở chợ Cầu Bến. Rồi chở đi, chờ đi chơi chứ mà. Dạ. Rồi, anh với cô đi nha. Rồi, máy bay anh, máy bay cô. Dạ. Dạ. Đây thì bị luôn rồi đó. Cái khung cảnh á, bà con đi chợ, đi học, đi làm rồi mọi người sao sao. À, Long Khánh Đồng Nai á hả? Đúng không? Long Thành chứ nó Long Thành. Lọc lá từ xa. Rồi có mấy cục măng á, cái mục măng á. À anh biết. Cái cũng đem lên cho. Măng tươi ha. Đó là quà miền Tây không á. Nhà cô có gì là cô máy đem lên hết. Nắng lên rồi, trời ơi. Nắng như thế này làm da mình đen sạm đi mất. Trời ơi.
bánh mì đang ở trong lò đang đợi chín đó hả? À. Bây giờ cứ hẹn 4 phút nữa. Cũng đỡ, nhà chú kế bên cũng gần mà. Nhưng mà đường cái là bánh mì nóng ra lò liên tục vậy đó. Đúng rồi. Bánh mì chưa qua, đợi xíu cô nha cô, tầm 4 phút nữa mới có. Rồi, mối bánh mì, mối bánh mì của chị Tâm. Xui quá, bánh mì chưa có chú ơi. Đó, rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye các bạn.